Mùa ghi danh Medicare bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 sẽ giúp quý vị mới vào tuổi 65 đã có phạt A hay phạt B, muốn có phạt D để mua thuốc với giá rẻ và phạt C mà không phải trả tiền phạt D, muốn ghi danh vào Medicare Supplement. Quý vị nào đã có Medicare và Medicaid sẽ có nhiều lợi tức hơn như 2.000 Mỹ Kim để đi nha khoa, 700 Mỹ Kim mua sản phẩm không toa, trợ giúp chuyên chở lên đến 24 chuyến đi một chiều mỗi năm. Bắt đầu từ năm 2017, Bệnh viện Baylor sẽ tham gia chương trình này. Chúng tôi sẵn sàng đến nhà để giúp quý vị làm hồ sơ miễn phí. Tiếng Việt xin gọi 817-891-0479 hoặc 469-441-0770.